phải đi giăng lưới nha mọi người. Hôm nay mình sẽ giăng lưới cái này lại với ngạn không. Thôi thì mình sẽ đi giăng cá phi với lại cá mè. Bây giờ mình giăng cái lưới này, mọi người thấy không phải giăng ngang một cái mà giăng hình bát quái luôn. Ngang qua đây, tới đây, lên đây, lên đó, ngang qua đó, vòng vô giữa. Không, là hình bát quái. Hình bát quái là không có con cá nào thoát được. Người giăng lưới hình bát quái là con cá, không có con cá nào mà chạy được hết á. Đó, mọi người thấy không? Ngang đây, đứng đây, qua đó, lên đó, ngang ngược lên đó, vô chính giữa, cực kỳ đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ đi rùa cá. Cá mực. Rồi, xảy ra. Cống dính tức quá xuống xuống lăn lưới thành xuống lùa luôn. Câu nè. Ổ sâu. Quá. Chìm lưới. Chắc có cá. Chụp kìa, chụp kìa, chụp kìa ha. Cỡ dính được như đây nè. Khuya giấc khuya quá không có quay, không có thấy đường quay. Đó, này dính có cá phi nè ha. Cá phi thì nhiều quá, xảy một con bự ba lớn vậy. Này có mấy con cá rô nè. Này cá rô đồng. Cá rô đồng bự hay ghê không? Rô đồng cái này là khá là bự đó, chứ bình thường cá rô đồng nhỏ nhỏ mà. Mấy cá đồng, rô đồng này một lứa không? Bự bự không? Bành sẵn nha. Cá rô này nó tự nhiên. Còn cá rô mọi người ăn ở quán á là thường cá rô nuôi thôi. Cá rô đồng nó chỉ bự lớn à. Cá rô nuôi thì thường nó bự bự lớn luôn. Cá rô nuôi nó ăn thức ăn nó bự dữ lắm. Cá rô đồng này. Được mấy cá rô đồng kho tiêu rất là ngon. Đây nè, cá rô đồng. Ừ, cái rô nó có một chấm ở đây nè, một chấm ngay chỗ cái mang của nó. Nó có cái gai, có cái mang của nó ra cái gai, nó đâm rất là đau. Cắn cát bược bành sẵn. Cắn cát cái này là bự. Đó. Chỉ một con cá lóc, một con cá trê ở đây. Chiều nay sẽ làm nướng. Chiều nay sẽ ra ngoài đồng nướng thui. Đó. Ok. Giờ sẽ mần mấy cái này.
Bây giờ ra máy ngoài này làm cho nó mát nha mọi người. Giờ làm trước mấy con này kìa.